sân bay Long Thành đang triển khai ra sao. Tin từ Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, ACV, tính đến ngày 20 tháng 2, một số hạng mục đã cơ bản hoàn thành như rào phá bom mìn, xây tường rào ranh giới cảng hàng không trong phạm vi 1.810 ha. Đối với tường rào phạm vi 5.000 ha, dự kiến cuối tháng 2 năm 2024 sẽ có ý kiến của tỉnh Đồng Nai về các công trình ảnh hưởng khi thi công hàng rào. Hết ngày 18 tháng 2, tổng khối lượng đào đắp thực tế đạt 93,43% tổng khối lượng thi công. Các khu vực đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và các khu vực bố trí các dự án thành phần 1, 2, 4 đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra theo từng giai đoạn, đảm bảo khởi công đồng bộ các hạng mục chính. Theo ACV, thời tiết đang bắt đầu bước vào mùa khô, dự kiến sẽ kéo dài từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024. ACV đã tăng cường xe tưới nước dập bụi, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh các công tác thi công trên công trường nhằm theo kịp tiến độ đã đề ra. Trong tháng 2 năm 2024, ACV đã triển khai đồng thời các công tác liên quan đến hai gói thầu thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay và thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và lập thiết kế bản vẽ thi công công trình xử lý nước thải để đảm bảo việc triển khai dự án luôn diễn ra đúng tiến độ. Về nhà ga hành khách, theo ACV, nhà thầu đã hoàn thành xong đường công vụ khu vực nhà ga hành khách kết nối với các tuyến đường công vụ hiện hữu của dự án, thi công các cổng hàng rào công trường, lắp đặt, đưa vào sử dụng 6 trạm biến áp 1.000 kVA với tổng công suất 6 MVA. Hai phòng thí nghiệm hiện trường đã được phê duyệt đưa vào hoạt động. Tới nay, công tác đào đất đạt 95%, đập đầu cọc đạt 85,26%, đổ bê tông các đài móng đạt 82,51%, đổ bê tông đáy sàn pit đạt 94,63% và đang gấp rút gia công, lắp dựng thép đài móng, thép dầm tầng trệt, thép cột tầng trệt lên tầng 1. Đối với hạng mục giao thông kết nối, hết ngày 18 tháng 2, công tác thi công hai gói thầu thi công xây dựng và lập thiết kế bản vẽ thi công công trình hệ thống giao thông kết nối tuyến số 1 và tuyến số 2. Và tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình hệ thống giao thông kết nối tuyến số 1 và tuyến số 2 đều đạt yêu cầu về tiến độ.